Hi. Hello. Can you hear me? Yeah. Great. How are you today, Chi? I'm fine. Fine? Yeah. Who are you living with now? I'm living with my dad. I'm sorry? Bác. Không, dad. Dad. Father. All right. How old is your dad? I think it's 49. 49, great. So you only live with your dad? Yeah. Mm-hmm. What about your brother or sister? My brother lives in Hanoi. With your mom? No, with my grandma. Grandma. All right. Okay, so today we will learn about family member. Các thành viên trong gia đình, đúng không? Yeah. It's great to know who you are living with right now. Okay, so firstly, we're gonna learn some vocabulary about family. Okay. Now, so the first word, integral. 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 Consider. Mm-hmm. Consider. Nuclear. Nuclear. Okay. Con biết từ nuclear family không nhỉ? Dạ không có. Không à? Ừ, rồi, tí nữa mình sẽ xem nhé. Cousin. Cousin, okay. Emotionally. Emotionally. Cô nói lại đúng không? Emotionally. Emotionally. Mm-hmm. Attached, đúng rồi. Involve, very good. Rồi con muốn sửa một chút ở cái này. Đó là cái chữ cousin. It's not cháu họ, it means anh em họ. Con nhớ từ này chưa? Con biết từ này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Good. Rồi, con còn thấy từ nào mới không nhỉ? Ngoài từ nuclear này ra. Nuclear. Integral. Integral. Integral and involve. Involve. Okay. Involve. Nghĩa gốc của nó là liên quan đến cái gì đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc bài nhé. Chúng ta sẽ đọc bài và học từ mới qua bài này. Rồi, con đọc cho cô nhé. A person without family is not complete in this world. Because family is an integral part of all of us. Human beings are considered as the social animals living in group. Called as family, family plays many important roles throughout life. A family can be small family, small nuclear, big nuclear, or joint family. There are many relationships in the family, such as grandparents, parents, wife, husband, brother, sister, cousin, uncle, aunt,
a positive, đúng không? Đúng rồi, positive. Family provides lots of benefits to its all members, where everyone shares equal responsibility. Responsibilities. Nào, con đọc lại nhé. Responsibilities. Responsibility. Đúng rồi. Within the family. Every member of the family emotionally attached to each other in their happiness and sadness. They help each other in their bad times, which give the feeling of security. Security. And security. A family will provide love, warmth, and security to its all members throughout the life, which makes it a complete family. A good and healthy family makes a good society and ultimately, cái từ này nó vừa gì? Ultimately. Ultimately, a good society involves in making good country. Country. Rồi, cô sẽ gạch chân một số từ con chưa đọc được nhé. Ultimately, đúng không? Ultimately. Ultimately. Đúng rồi. Security. Security. Mm-hmm. Attach. 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 What else? Từ này đọc là gì nhỉ? Đây đọc là gì chị nhỉ? Throughout. Đúng rồi. Throughout. Or what else? That's it? No. Thế thôi nhỉ? Integral. Integral có đặt được. Nuclear. Nuclear. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại nhé. Ok. Từ này là ultimately. Đó. Từ cuối cùng. Ultimately. Đúng rồi. Từ này. Security. Đúng rồi, security là sự an toàn nhá. Dạ. Hoặc là chúng ta còn có thể gọi bảo vệ là security nữa. Đó, security guard. Ok. Attach. Attaches. 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 Attaches là gì nhỉ? Liên kết, sự liên kết, sự gắn chặt lấy, được chưa? Cả cái cụm này, emotionally attaches, nghĩa là gắn lấy nhau về mặt tình cảm. Không phải gắn lấy nhau về mặt tiếp xúc, về mặt vật lý, mà gắn lấy nhau về mặt tình cảm, suy nghĩ tình cảm, được chưa? Ok, nào bây giờ con sẽ dịch bài này nhé. Đây, con sẽ dịch bài này đi nào. Người không có gia đình là không trọn vẹn. Không trọn vẹn. Đúng rồi, không trọn vẹn. Trên thế giới này thì gia đình là một phần không thể thiếu. Chúng ta. Đúng rồi. Con người được coi là
động vật của xã hội. Đúng rồi. Ừ. Are considered được coi là animal living. Vật xã hội sống. Đúng rồi, là một động vật sống theo nhóm. À, một động vật sống theo nhóm. Trong xã hội. Gọi là gia đình. Được gọi là gia đình. Gọi là gia đình. Gia đình đóng nhiều vai trò quan trọng trong suốt cuộc đời. Một gia đình có thể là gia đình nhỏ. Gia đình lớn. Gia đình chung. Nuclear family là một gia đình mà gồm có bố mẹ và con cái, được gọi là nuclear family. Small nuclear, big nuclear or joint family nghĩa là một gia đình hạt nhân nhỏ, một gia đình hạt nhân lớn hoặc là một gia đình tập thể. Joint family nghĩa là một gia đình có cả ông cả bà, đúng không? Dạ. Trong gia đình có nhiều mối quan hệ như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em họ, chú bác của gì. Đúng rồi. Ok. Mọi thành viên trong gia đình tình cảm gắn bó với nhau trong những vui buồn. Nào, mình dịch đến đây rồi đúng không? A positive family. A positive family nghĩa là gì nhỉ? A positive. Mọi thành viên. Positive là gì, con nhớ không? Dạ không. Rồi thì positive này nghĩa là tích cực. Vậy là một gia đình tích cực sẽ thế nào nhỉ? Đem lại một gia đình tích cực mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. Đúng rồi. Nơi mọi người cùng chia sẻ. Cùng chia sẻ. Nhau. Đúng rồi, những trách nhiệm như nhau. Trong gia đình. Đúng rồi. Mọi thành viên trong gia đình đều gắn bó tình cảm. Đúng rồi, gắn kết với nhau về mặt tình cảm. Gắn kết tình cảm cho nhau trong niềm vui và buồn của họ. Cả khi vui và khi buồn. Yeah. They have each other in their bad times. Họ giúp đỡ nhau trong những thời điểm tồi tệ. Lúc khó khăn, đúng không? Lúc khó khăn mang lại cảm giác an toàn. Một gia đình mang đến tình yêu thương, sự ấm áp, sự an toàn và sự an toàn. Đúng rồi. An toàn cho tất cả thành viên trong complete, cho tất cả thành viên trong cuộc đời, trong suốt cuộc đời. Đúng rồi. Trong cuộc đời. Ok. Điều đó làm cho nó trở thành một gia đình trọn vẹn. Đúng rồi. Một gia đình tốt và lành mạnh. Đúng rồi. Một gia đình tốt và lành mạnh tạo nên một xã hội tốt và ultimately này là cuối cùng. Cuối cùng là một xã hội liên quan đến các việc làm cho một đất nước đẹp, tốt, đẹp. Nghĩa là một xã hội tạo nên một đất nước giàu đẹp, đúng không? No. Ok, very good. Rồi.
clear the drawing. Và mình điểm lại nhé. Mình điểm lại những cái từ mới như mình vừa học nhé. Integral là gì nhỉ? Integral. Là một phần gì nhỉ? Integral là một phần. Đây là một tính từ không thể thiếu. Đúng rồi, một phần không thể thiếu, một phần quan trọng. Ok, next one, consider là đây, consider. Consider là gì nhỉ? Giống như được xem là, đây này, mình dịch câu này này, con người được coi là một động vật sống theo nhóm, đúng không? Đó. Vậy consider là được coi là, được xem là. Ok, next one, nuclear. Nuclear là hạt nhân. Hạt nhân, exactly. Cousin là anh chị em. Anh chị em gì nhỉ? Anh chị em họ. Đúng rồi. Emotionally attached. Emotionally attached là gắn bó tình cảm. Đúng rồi, and involves. Involves là cái gì liên quan tới. Tới, tạo nên, đúng không? Okay, very good. Now, we will move to the next part. On our speaking lesson. Okay, so now let's talk about you. How many people are there in your family? My family five people in your family. Rồi, who are they? Can you name them? My mom, your mom, your dad, right? Yeah. Who else? Little brother. Không, little. Không có hai anh thì nói là gì? Two brothers. Wow, you have two brothers. How old are they? My first brother is, I think, is 22 years old. Wow. And my second brother is 16 years old. Wow, they are very raw, right? Rồi, vậy là mình sẽ có mom, dad, two brothers, and me. 5 người rồi. Okay, good. Next question. Bây giờ con ghi nhá. Con sẽ ghi câu hỏi tiếp theo, câu trả lời tiếp theo. Do you live with your parents? Con cứ nói đúng trường hợp của con đi. Do you live with your parents? Yes, I do. Yes, I do. Con ghi vào đi, con ghi vào dòng dưới này nhé. Mà bây giờ hiện tại là con chỉ đang sống với bố đúng không? Mình cũng có thể nói rõ ra để cho cái bài của mình được chi tiết hơn này.
Con có nói thêm chi tiết không? Nói thêm. Nói thêm là con là mấy bố đúng không? Con này được rồi cô. Okay, good then. What do your parents like? What do your parents like? Họ trông như thế nào? Talk about your mom first. My mother. Con tự nghĩ ra mọi thứ nha cô, tại vì yes. Con không biết mẹ con làm nghề gì hết. My mother can you tell me what does your mom like? Another con tưởng này phải nói về nghề nghiệp nữa. My mother like. Con chỉ cần miêu tả ngoại hình thôi đã. Chẳng hạn là con sẽ nói mẹ con cao hay thấp này, mẹ con có mái tóc vàng hay là đen này. My mother is. Bà ấy trông trẻ đẹp này. Đó. Thấp là short đúng không? Short. Short. And she has nói về hình dạng trong màu là short. Short tóc ngắn. She have. He has a short hair, short wavy. Oh, wavy. Wavy purple. Wow, purple. Purple hair. Từ wavy mình vừa học hôm qua đúng không? She is short and she has a wavy purple hair. Dark eyes. Dark eyes. Rồi. Mình có thể nói giữa cái chữ dark eyes này là with dark eyes. Mình không nên để dấu phẩy đấy nhá. With dark eyes. Okay, very good. What about your dad, your father? Okay. Yes. What about your father? My father is taller than Con cũng có thể so sánh giữa bố và mẹ cũng được. Bố tôi thì cao hơn mẹ tôi, thế cũng được. My mother.
ngắn, short, short, black hair, and dark eye. My father is taller than my mother. He has a short black hair and dark eyes. Very good. Nice. Now, what do they love? Họ thích những cái món đồ gì nhỉ? Họ thích những cái sở thích của họ là gì? Do you know what is their hobbies? My mother con không biết sở thích à? Hình như con nghe vậy. They love travel and and drink. Love thì cũng đi với bắp anh không cô? Rồi, love đi với bắp anh. Traveling and drinking. Drinking coffee. Drinking coffees. Very good. Oh, great. Both of them love traveling and drinking coffee. Yes. Oh, great. Okay, next question. Do you like your family like to do together? What do you and your family do together? Con và gia đình thích làm gì với nhau, đúng không? Thích đi đâu với nhau này, thích đi ăn uống gì này? Is there any activities that your family love to do? We are like con đang viết gì đấy nhỉ? We are like á. Gì viết? We like. We like. We like shopping together and watching film. Watching. Thêm S xong cũng chắc có. Film. Biết là film. F I L M. S. Thêm S không cũng. F I L. Không mà con nào ở watching film thì có thêm chữ S luôn. Oh yes. Okay. And we like watching films together. Okay. Is that watching films together? Any other activities? Mình có thể này, mình cũng có thể nói thêm để cho nó đa dạng hơn vào trong bài nói này. Shopping là hai chữ P đúng không? Shopping. Đúng rồi, shopping hai chữ P.
Okay. We like watching films and shopping together. Shopping. Right? Okay, that one cool. Okay, good. Next. Đây, chúng ta còn rất nhiều hoạt động ở đây. Now, what do you have? You have washing dishes. You can wash the dishes with your family, right? You can play in the park. You can read a book or clean the house. Wash the dishes. Con có thể nói là con thường làm gì với gia đình mình đi. Con cùng gia đình làm gì nhỉ? Do house with USA. Okay, household chore. Household tiếp vào nhau hay là cách là liền liền. House. My family. Okay. I'm going to do household chores with my family. Good. Okay. Mình viết kín quá nhỉ. What do your mother and father look like? Ồ, cái này. Rồi, câu này mình làm rồi đúng không? No. Wait. What do your mother and father look like? Okay. The next question. Who are you close the most? Câu này có nghĩa là... Không biết. Em thân với ai nhất? Close, gần, đúng không? Em thân với ai nhỉ? Em thân với bố, con thân với bố hay là với mẹ hơn? Close. Cái đấy chỉ người trong gia đình đúng không? Uh-huh. Yes. I close most. I close the most. I the most close. No. I close am most. Am I close. Am close the most. And close the most. To mom or dad. To. I close the most to my brother. Not do. Oh. Okay. Good. Very good. So, one brother or two brother? One brother. Yeah. They are both older than you. Yes. Okay. How can you say the first brother? Maybe the first brother? Second brother? First brother. Hmm. Con có thể thêm first brother để phân biệt các anh nào và anh nào. Từ.
What are you writing? Second, go on. Oh, second. Okay, good. Okay. Oh, tell me the most unforgettable memory between you and your dad, mom, brother, your family. Most unforgettable memory. Có nghĩa là sao con này? Không biết là câu này có nghĩa là kể về một cái kỷ niệm khó quên nhất. Câu này dài rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang chỗ khác. Nào, về con chụp đi. Cô sẽ dịch lên trên để cho con chụp. Rồi, về con chụp đi. Để mình xóa hết đi, mình làm cái khác. Mình viết cái khác. Ok. You done? Good. Yeah. Now, để cô sẽ xóa. Who are you? Now, bây giờ, đến giờ cái chuyện. Tell me the most unforgettable memory between you and your dad. Hãy kể về một kỷ niệm khó quên nhất với gia đình của bạn. Bài này mình có thể làm một bài riêng, bài nói riêng được ấy. Câu này khá là dài, đúng không? Rồi đầu tiên mình sẽ có gì nhỉ? Đầu tiên mình sẽ nói đó là kỷ niệm gì, đúng không? Dạ, à, đúng rồi, nhưng mà... What? Nó sẽ ra khi nào này? How? Như thế nào? Rồi, bây giờ con sẽ trả lời những câu hỏi này nhé. What? Đó là kỷ niệm gì nhỉ? Maybe it's a time when they throw you a birthday party. Có thể là khi họ tổ chức cho gia đình tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật này, hoặc là là kỷ niệm ngày đầu tiên đi học này. Chúng ta có rất nhiều đúng không? Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học á. Con không có cái kỷ niệm ngày đầu tiên đi học đâu. Tại bình thường con thấy gia đình nào cũng dắt gọi là con em vô lớp mà con không như vậy. So who? Không ai dắt hết cô. Mọi người sẽ thả con rất là xa trường và con tự đi bộ vô. Okay, can you think of a memory? Another memory. Maybe not with family, just one member. Không cần là cả gia đình đâu, con chỉ cần là một người thôi cũng được. Chẳng hạn là tìm một kỷ niệm đáng nhớ với lại anh trai. Con thích anh trai nhất đúng không?
Can you come up with any memory, any event? Ờ, hình như là mình cần phải có thời gian để nghĩ về cái câu hỏi này đúng không? Ủa, con thân mình à? Ừ, con, cô chưa nghe thấy con nói gì đâu. Nghe được con không cô? Bây giờ nghe được rồi. Ok. Con đã nghĩ ra được cái gì chưa? Maybe. Maybe. Rồi, hay là cái câu này mình sẽ để về nhà nhé. Có thể vậy cô ạ. Ừ. Khó nghĩ. Khó nghĩ à? Mình có thể làm, có thể là, có thể con có nghĩ đơn giản thôi, có thể là một kỷ niệm mà anh trai giúp con chữa bài tập này. Đúng không? Quan trọng là mình nhớ và mình thêu dệt nó cho nó logic thôi là được. Ok. Ok, thế rồi về nhà con sẽ viết nhá, con sẽ nói về kỷ niệm này nhá. Nào, để cô xem nào, mình sẽ nói về what, kỷ niệm đó là gì này. Kỷ niệm đó khi nào này, when và how, nó diễn ra như thế nào. Mình sẽ nói ngọn ngành là chẳng hạn là hôm đó tôi hôm đó tôi có một bài tập mà tôi quên chưa làm, thế là tôi không biết làm chẳng hạn, xong rồi tôi nhờ anh trai và anh chỉ bảo tận tình đó. Này cũng hợp lý nhỉ. Con cứ nghĩ đi nhá, con cứ nghĩ xem là cái kỷ niệm nào nó đáng nhớ với con. Ok. Và mình nhớ là phải có kết bài nhá. Kết bài mình sẽ nói gì nhở? Kết bài mình sẽ nói là thể hiện tình cảm của mình. Your emotion. Emotion. Và tại sao nó lại unforgettable? Okay. Rồi. Vậy là bài tập về nhà mình có hai nhiệm vụ. Đó chính là nói về gia đình. Như là cái script mà mình đã trả lời, đúng không? Cái mà con vừa chụp ảnh ấy. Và thứ hai là con sẽ nghĩ ra để viết cái bài này nhá. Kể về một kỷ niệm đáng nhớ với các thành viên trong gia đình. Ok, con. Cô cho gợi ý thêm này. Cũng có thể là con đi picnic này, con đi công viên này, cùng với gia đình, cùng với bố mẹ hoặc là anh trai nhá. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ok, so today is Friday. Maybe the next lesson we would have another exam. We have another test. Ở sáng nhận test là cái lịch nó test như thế mà. Ô, đợt trước con học nó không test nhiều à? Nó không đến mức vậy cô. Thế à? Hoặc là bây giờ học nhiều tiết à? Cô cũng không biết nữa. Cô thực hiện theo đúng chương trình.
Ok, vậy thì lần sau lần tới mình sẽ test nha. Ok. Lần tới mình sẽ làm bài test. Ok, so see you next time. See you in Thursday. Bye-bye. Remember to do the homework. Yes. Bye-bye.